Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Tuần với một truyện ngắn của Đào Hữu Thắng mang tựa đề Bộ Tượng Chúa Hài Đồng Giáng Sinh của Em Tôi. Ba tôi đi cải tạo khi tôi được 8 tuổi và em Ngân của tôi mới gần 5. Nghĩa là tôi sinh năm 67, còn em Ngân sinh năm 70. Trước năm 75, mẹ tôi là một cô giáo. Nhưng sau khi mấy ông lính giáp râu cường chiếm miền Nam, thì mẹ tôi được cảm ơn và được về nhà nghỉ không ăn lương. Ba bị đi cải tạo, danh từ nghe mới mỉ miều làm sao, còn mẹ thì được về vườn. Tình cảnh gia đình mẹ con tôi hồi đó, cũng như bao gia đình khác, thật vô cùng điêu đứng. Mẹ tôi, ngay từ khi quen biết và yêu thương ba tôi, đã bị cả gia đình già biểu chê bai vào ruộng rẫy. Sau này, lớn lên, tôi tìm hiểu và được mẹ thỉnh thoảng giải thích cho rõ tại sao bà ngoại, cũng như mấy dì, lại có thái độ kỳ thị, phân biệt với mẹ con tôi như vậy. Chẳng qua, vì ba tôi xuất thân từ một viện mồ côi, chẳng biết bố mẹ là ai. Và ba tôi lại có đạo nữa, gia đình bên ngoại tôi theo đạo Phật. Nhưng quan trọng hơn hết là mẹ tôi đã dám cưỡng chống lại lời bà ngoại, nhất định không chịu lấy một ông trưởng tư cảnh sát có quyền thế để đi theo ba tôi, một thằng cha căng chú kiết, không cha không mẹ, như lời bà ngoại và mấy dì vẫn thường nhiếc móc mẹ tôi. Mẹ tôi biết rõ dì Tư vì có làm ăn dưới sự che chở của ông trưởng tư cảnh sát, nên đã năn nỉ ỉ ôi với bà ngoại để ép mẹ tôi phải làm vợ kế của ông trưởng ti, một người đàn ông tuổi đã xấp xỉ gần gấp đôi tuổi của mẹ tôi, và đã có người con lớn chỉ thua mẹ tôi có 2 hay 3 tuổi gì đó. Từ chuyện mai mối không thành, rồi mẹ tôi lại bỏ theo ba tôi, một thằng đấm ngực, đó là nguyên văn lời dị tư của mẹ tôi để chỉ người có đạo Chúa, không cưới xin gì cả, không làm đẹp mặt gia đình. Nên từ ngày đó, gia đình bên ngoại coi như đã từ mẹ tôi. Thế cho nên sau năm 75, khi ba tôi phải đi tù cải tạo, một nách 2 đứa con thơ lại bị thất nghiệp và đuổi ra khỏi trại gia binh, thân cô, thế cô, nhưng mẹ tôi nhất định không chịu trở về nhờ vả, sống với bên ngoại. Một người bạn thân cũng là đồng nghiệp của mẹ tôi, dì Liên, tụi tôi vẫn quen gọi như thế, dù chẳng có bà con họ hàng gì cả, thấy hoàn cảnh bi đát của mẹ con tôi, đã bảo chúng tôi về sống chung với dì. Dì Liên lập gia đình được gần 2 năm nhưng chưa có con cái gì cả. Chồng dì Liên cũng là sĩ quan, cùng một đơn vị với ba tôi, nên 2 gia đình càng thêm thân thiết hơn. Dì Liên may mắn hơn mẹ tôi đã được bố mẹ giúp đỡ mua một căn nhà nhỏ ở trong xóm đạo khu vườn chuối đường Trương Minh Giảng. Dì không ở trong trại gia binh nên sau năm 75 dì vẫn còn một mái nhà để che nắng trú mưa. Biết rõ hoàn cảnh của mẹ tôi không được gia đình dung thứ, dì đã bảo mẹ tôi: "Chị đừng có ngại gì trơn á, dọn về đây ở với em đi. Mình cùng cảnh ngộ mà, chị em nương tựa nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, rồi 2 chị em mình tiếp tay nhau xoay sở bươn chải thì cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu thôi." Thế là chúng tôi theo mẹ về sống chung với dì Liên. Dì Liên thật là tốt, dì chăm sóc 2 anh em tôi như con vậy. Tôi nhớ có lần bé Ngân bị nóng sốt, dì Liên đã thức suốt đêm trông nom săn sóc em Ngân thế cho mẹ tôi, vì mẹ tôi đã thức mấy đêm liền rồi. Hồi đó mấy chú bộ đội cộng sản mới vào Sài Gòn, mọi chuyện còn rất khó khăn, gia đình nào cũng phải ăn đậu ngô, khoai mì hay ba bo. Nhưng dì Liên luôn luôn cho chúng tôi được ăn cơm trắng, tuy chỉ với một chút muối mè hoặc có khi chỉ tưới một chút xì dầu thôi, nhưng mà như vậy cũng là nhất hạng rồi. Dì Liên và mẹ tôi cố gắng xoay sở, lúc đầu thì đem bán dần đồ đạc để tiêu dùng, rồi sau cùng nghe lời bạn bè mách bảo, dì Liên và mẹ tôi bắt đầu đi buôn hàng chuyến. Nói là đi buôn cho oai chứ thực ra hàng họ đâu có gì đâu, một vài khi đường, một vài hộp sữa hoặc dăm bịch bột ngọt. Ngày nào trót lọt á, thì chiều tối, anh em tụi tôi ngoài phần cơm ra
thế nào cũng có được cái bánh hay cục kẹo. Nhưng mẹ tôi và dì Liên đi suốt ngày, nên anh em tôi cứ tha thẩn mà chơi với nhau. Em tôi nhiều khi nhớ mẹ, nhõng nhẽo khóc lóc, tôi phải cố bày đủ thứ trò cho em chơi. Có khi tôi bày đặt chỉ bán đồ hàng với em, với những cánh hoa bông bụt mà tôi đi hái trộm ở hàng rào của một nhà trong xóm để làm hàng, và tôi cắt vụn mấy tờ lịch cũ làm tiền. Chơi mãi trò chơi bán hàng, em ngân chán, lại muốn khóc. Tôi phải dỗ em, bày cho em chơi giải ranh, đánh chắc, đánh truyền, hoặc chơi ô ăn quan. Nhưng em ngân còn nhỏ, tay có chút xíu, còn vụng dại, không thể chơi được mấy trò chơi đòi hỏi một sự nhanh tay và lẹ mắt, nên thường là em bị thua. Mà thua thì em lại xịu mặt xuống muốn khóc và không thèm chơi nữa. Tôi lại phải bày đặt kể chuyện cổ tích cho em nghe. Quanh đi quẩn lại, tôi cũng chỉ biết được chuyện tấm cám hoặc chuyện cô bé Lọ Lem. Nhưng thường chưa nghe hết chuyện thì em Ngân đã ngủ gục mất tiêu rồi. Không biết có phải tại tôi kể chuyện hay quá, tới nỗi thính giả duy nhất của tôi cũng phải ngủ gục chăng? Hay tại cốt truyện có những cô bé về sau toàn trở thành công chúa, đã đưa em tôi vào những giấc mộng thần tiên? Vì tôi thấy trong giấc ngủ ngây thơ đó, đôi môi em Ngân như vẫn thoảng có một nụ cười. Anh em tôi cứ sống côi cút như thế cả ngày, thiếu vắng sự trông nom săn sóc của mẹ tôi. Mẹ tôi đâu có muốn chúng tôi phải sống như vậy, nhưng hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ đã không cho phép mẹ tôi làm khác được. Chỉ có buổi chiều về, mẹ tôi và dì Liên mới biểu lộ được lòng thương yêu với chúng tôi. Những lúc đó, dù trong ngày có gặp chuyện trục trặc, bực bội gì, mẹ tôi và dì Liên cũng cố không để lộ ra mặt và vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng, chiều chuộng anh em chúng tôi. Em Ngân líu lo kể mọi chuyện xảy ra trong ngày, và lâu lâu lại ôm choàng lấy mẹ tôi, hít hít mùi da thịt quen thuộc của mẹ tôi. Mỗi lần như vậy, dì Liên hay chọc em tôi. Gớm, mẹ đi đường bụi bặm, chưa kịp tắm rửa đâu đó nha. Em Ngân nghe thơ nói, con nhớ mẹ con quá trời luôn à. Dì Liên không tha, chọc em tôi thêm. À, người ta chỉ nhớ mẹ thôi, chứ đâu có thèm để ý tới tôi phải không? Lập tức, em tôi buông mẹ ra, chạy tới ôm dì Liên nói, đâu có, còn có nhớ dì Liên nữa mà. Thế là cả nhà cười vang, thật vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế. Sau này, mỗi lần được phép đi thăm nuôi, mẹ tôi và dì Liên đều cho chúng tôi đi theo, lên thăm ba tôi và chồng của dì Liên nữa. Rất may chồng dì Liên và ba tôi xin được thăm nuôi cùng ngày vì ở chung một trại. Những ngày trước đó, mẹ tôi và dì Liên cố gắng mua gom từ từ và chuẩn bị những đồ thăm nuôi thật chu đáo. Những đồ ăn thăm nuôi cũng đâu có gì nhiều, lọ mắm xả xào thịt, lọ muối mè, ít tóp mỡ, ký đường tán, vài bao thuốc lá. Buổi sáng hôm đi thăm nuôi, tụi tôi được đánh thức dậy rất là sớm. Thường em Ngân còn ngái ngủ không muốn dậy đâu, nhưng khi mẹ nhắc đi thăm ba là em ngồi dậy, tỉnh như sáo sậu. Xe chạy mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, trước cổng trại đã có đông người đứng chờ đợi. Mẹ tôi và dì Liên trình giấy tờ và sau đó đi tìm một chỗ thuận tiện ngồi chờ. Tôi để ý thấy toàn là vợ, mẹ hoặc em gái đi thăm nuôi mấy người cải tạo như ba tôi và chồng dì Liên thôi. Nhiều người mang hai ba giỏ đệm to tướng đầy ấp đồ tiếp tế. Có người gánh cả hai bao to tướng hả? Trong khi mẹ tôi và dì Liên, mỗi người chỉ có một giỏ đệm nhỏ. Cuối cùng cũng tới lượt ba tôi và chồng của dì Liên được ra khu thăm nuôi. Từ xa, chúng tôi thấy một đoàn người hốc hác, ăn mặc lôi thôi tiến ra. Mẹ tôi ẵm em Ngân lên và chỉ cho em tôi vẫy vẫy một người dong dỏng cao. Tôi không ngờ ba tôi lại gầy ốm đến như vậy. Mới có gần một năm trời mà ba tôi đã thay đổi nhiều quá. Cả chồng của dì Liên nữa, tôi cũng không nhận ra. Ba tôi ôm chúng tôi vào lòng, rơm rớm nước mắt, bảo chúng tôi ở nhà phải ngoan, vâng lời mẹ, và hai anh em chơi với nhau cho vui, nhường nhịn nhau. Mẹ tôi và dì Liên
kể sơ cho hai người đàn ông biết mọi diễn biến trong gia đình. Thời gian qua thật nhanh, 15 phút thăm nuôi đã hết. Chúng tôi phải ra về, mà ai nấy còn ngoái trông theo chồng, theo cha, đang nhẫn nhục lễ mễ khuôn những đồ. Sau mỗi lần đi thăm nuôi ba về, tôi lại thấy nét mặt mẹ có vẻ ưu tư đăm chiêu và mệt mỏi hơn. Chắc mẹ tôi băn khoăn không biết chừng nào ba tôi mới được về và tương lai chúng tôi sẽ ra sao. Một chuyện xảy ra vào Giáng sinh năm 76 khiến tôi càng cảm thấy thương em Ngân. Năm đó, em tôi đã lên 6 tuổi và tôi đã 9. Những trò chơi bán đồ hàng, chơi đánh chuyền, giải ranh hoặc ô ăn quan không còn hấp dẫn chúng tôi nữa. Chúng tôi đã sớm hiểu những khó khăn của ba mẹ tôi, nên sau khi đi học về, chúng tôi cố gắng phụ giúp mẹ tôi và dì Liên mọi chuyện trong nhà. Thì giờ rảnh, hai anh em tôi hay lân la tới khu nhà thờ vườn chuối chơi. Giáng sinh năm đó, nhà thờ có lập một hang đá với đủ cả tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ với Đức Mẹ Maria, cả ba vua như một đồng và bò cừu tới chiêm ngưỡng và vinh danh Chúa Hài Đồng. Xung quanh hang đá còn được dăng những dây đèn chớp nháy khiến ban đêm trông thật đẹp mắt. Em tôi đứng xem hang đá, thắc mắc và hỏi đủ thứ chuyện. Nhiều câu em hỏi vượt quá tầm hiểu biết của tôi lúc bấy giờ. Tôi đành phải bảo để về hỏi mẹ với dì Liên. Có một lúc em nói, nhà mình theo đạo mà sao không lập hang đá hả anh hai? Em thích nhà mình có hang đá lắm hả? Em thích lắm chứ. Để mỗi tối em quỳ trước hang đá, có Chúa Hài Đồng cầu xin cho mẹ với dì Liên đỡ vất vả, cho ba sớm được về với tụi mình và anh em mình được có quần áo mới đi học. Nghe em Ngơ ngây thơ nói lên ước nguyện đơn sơ mà thực tế của em, tôi thấy thương em quá. Tôi hứa với em sẽ dựng cho em một hang máng cỏ nho nhỏ có đủ Chúa Hài Đồng, mẹ Maria, ba vua, những con cừu, con bò và cả thiên thần nữa. Thế là từ hôm đó, tôi bắt đầu gom nhặt những vật liệu để làm hang đá. Một mớ giấy dầu gói đồ, một ít giấy bạc trong những bao thuốc lá cũ. Tôi vờ những miếng giấy dầu gói đồ lại, dính kết chúng chồng chất lên nhau thành một hang đá. Tôi mài một ít than vào nước để có màu đen và vẽ lên hang đá bằng giấy cho có màu đen như đá thiệt. Tôi lại cắt những miếng giấy bạc gói thuốc lá thành hình những thiên thần đang bay lượn và dán vào những cây tâm rồi gắn lên trên hang đá. Vấn đề nan giải nhất là bộ tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, Đức Mẹ Maria, ba vị vua và bà gia súc. Nếu có đất sét thì tôi cũng ráng nặng thành những tượng đó. Cuối cùng, một ý nghĩ ngộ nghĩnh tới với tôi. Bà Tư, hàng xóm của tôi, buôn đủ thứ khoai. Tôi lưng la sang chơi và xin cho em tôi một hai củ khoai tươi tốt, và đồng thời cũng lượm luôn mấy củ khoai bị hà, bị sùng, bà Tư thường loại bỏ. Mấy củ khoai ngon lành tôi vùi vào bếp tro để phần cho em Ngân, còn mấy củ bị hà, bị sùng tôi cũng rửa sạch rồi cố gắng cắt gọt làm sao cho trông giống như tượng mẹ Maria, ông thánh Giuse và ba vua đang quỳ trong hang đá, chiêm ngưỡng và vinh danh Chúa Hài Đồng. Tôi cũng lượm được mấy củ khoai sọ nho nhỏ. Tôi lựa củ khoai sọ nhỏ nhất làm cái đầu, rồi lấy cái tâm gắn vào củ khoai sọ lớn hơn, rồi tôi gắn thêm 4 cái tâm nữa làm chân. Thế là tôi cũng có được 7 gia súc vây quanh máng cỏ. Tôi dùng một cái hộp giấy nhỏ làm máng và đi lượm ít cỏ về, phơi khô, rồi lót vào hộp giấy làm thành một máng cỏ. Còn Chúa Hài Đồng thì tôi lựa một củ khoai có dáng thon thon cong cong giống như tư thế của một hài nhi đang cong người với hai tay, hai chân đòi được bế. Tôi gọt thêm 4 miếng khoai nho nhỏ giả làm chân tay rồi dùng tâm gắn vào thân mình. Nói chung, những hình tượng do tôi tạo ra không được đẹp nhưng trông khá ngộ nghĩnh và cũng thể hiện được Chúa Hài Đồng trong hang đá theo trí óc tưởng tượng phong phú của tuổi thơ. Chúng tôi thích thú nhìn ngắm công trình, tác phẩm nghệ thuật của mình.
Buổi tối, khi mẹ và dì Liên về tới nhà, em Ngân ríu rít khoe hang đá. Trước khi đi ngủ, em Ngân rủ tôi cùng tới quỳ trước hang đá cầu nguyện, xin Chúa Hài Đồng và mẹ Maria phù hộ cho ba tôi và chồng của dì Liên sớm được trở về đoàn tụ cùng chúng tôi. Em Ngân cũng cầu nguyện cho mẹ và dì Liên sớm thoát khỏi cảnh cơ cực hiện nay, và chúng tôi được sống một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc bên ba mẹ và những người thân. Mẹ tôi và dì Liên ngắm nhìn chúng tôi quỳ bên hang đá do chúng tôi tự tạo, cầu nguyện một cách thành khẩn thì không cầm được nước mắt. Mẹ và dì Liên đã ôm chúng tôi vào lòng, xoa đầu chúng tôi và không nói nên lời. Nhưng tôi biết, những cử chỉ ôm chúng tôi vào lòng, xoa đầu và hôn chúng tôi của mẹ và dì Liên đã nói lên tình thương bao la của mẹ và dì. Lúc đó, em Ngân cũng như tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc. Và tối đó, chúng tôi chìm trong giấc ngủ say sưa. Từ hôm dựng xong hang đá, chúng tôi không la cà ra nhà thờ chơi nữa. Suốt ngày chúng tôi quanh quẩn chơi bên hang đá do chúng tôi tự tạo. Đôi khi tôi phải sửa lại chỗ này một chút hoặc đặt lại tượng ba vua cho ngay ngắn vì vô tình chúng tôi đã đụng tay và làm tượng bị xô lệch, ngã đổ. Có một điều chúng tôi không nghĩ tới đã xảy ra, đó là sau 3-4 ngày, những pho tượng bằng khoai của chúng tôi đã teo tóp lại, héo quắt đi và biến dạng đi một chút, trông thật thảm hại. Thấy vậy, em Ngân tôi buồn lắm, tôi phải hết lời giải thích. Cuối cùng, em cũng nguôi ngoai. Nhưng một chuyện khác lại xảy ra, và lần này còn tệ hại hơn nữa. Một anh chuột lắc, chắc quá đói bụng, đã đánh hơi được mấy bức tượng bằng củ khoai của tụi tôi, nên thừa lúc đêm tối chúng tôi đều ngủ say với những giấc mộng ngây thơ, đã tấn công và xơi ráo trọi mấy bức tượng, từ bầy gia súc bò cừu tới ba vua, mẹ Maria và cả Chúa Hài Đồng nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em tôi chạy tới quỳ bên hang đá, tính cầu nguyện như mọi ngày. Nhưng em đã hét lên thất thanh, khiến mẹ tôi, dì Liên và cả tôi nữa vội chạy tới từng có chuyện gì. Trước cảnh đổ vỡ tan nát qua hang đá, với những mảnh khoai vụn còn vương vãi khắp nơi, chúng tôi hiểu ngay tác giả của hành vi phá hoại này không ai khác hơn là mấy anh Tí vẫn lẩn quẩn sống trong nhà mà chúng tôi chưa tìm cách bẫy diệt bỏ chúng được. Em tôi khóc lóc thảm thiết, phần vì giận mấy anh Tí đã phá hoại công trình và tác phẩm của chúng tôi, phần vì như vậy là chúng tôi không còn hang đá với Chúa Hài Đồng để mỗi tối cầu nguyện xin ơn trên che chở cho ba được mạnh khỏe và mau về với chúng tôi. Mẹ tôi và dì Liên thay nhau dỗ dành em. Mẹ còn hứa dịp tới thăm nuôi ba, sẽ nói ba là một bộ tượng bằng gỗ hoặc nặng bằng đất sét nếu có thể kiếm được đất sét. Mãi sau, em Ngân mới quên. Tôi lại rủ em lân la ra nhà thờ chơi sau giờ tăng. Thời gian trôi qua nhanh, chúng tôi đi thăm nuôi ba và chồng dì Liên thêm nhiều lần nữa. Đúng như lời mẹ tôi đã hứa, mẹ đã kể lại chuyện hang đá của chúng tôi cho ba nghe. Ba xúc động lắm, và đến kỳ thăm nuôi gần lễ Giáng sinh năm sau, em tôi đã nhận được một bộ tượng Chúa Hài Đồng với đủ cả tượng Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, ba vua, các mục đồng và cả bà gia súc nữa. Ba tôi đã tỉ mỉ lựa những khúc gỗ rồi đẽo gọt cho thành những bức tượng trông rất mỹ thuật, khéo tay. Ba tôi còn bảo em tôi là lần này em không còn sợ mấy anh Tí tới phá hoại nữa. Năm đó, chúng tôi đã tạo dựng một hang đá to hơn để vừa với kích thước bộ tượng bằng gỗ của ba. Sau lễ Giáng sinh, em Ngân và tôi lại cẩn thận gói ghém những bức tượng lại, cất đi để dành sang năm tới mùa Giáng sinh lại đem ra trưng bày. Khoảng giữa năm 80, một tin buồn đến với chúng tôi và dì Liên. Chồng dì một lần phải đi dọn dẹp một bãi mìn để lấy đất canh tác trồng rau xanh cho trại. Không may đã bị mìn nổ, khiến chú Tiến chồng dì Liên bị thương nơi chân trái và mang tật vĩnh viễn, phải đi khập khiễng cài nhắc. Đầu năm 81, cả chú Tiến lẫn ba tôi đều được ra trại. Thời gian này, mẹ tôi và dì Liên không còn chạy hàng sách đi buôn vặt nữa.
dì Liên và mẹ tôi đã gom góp được một số vốn và đã mở được một quán cà phê và quà sáng bình dân. Nhờ thế, anh em chúng tôi luôn luôn được gần mẹ và dì Liên, không phải lủi thủi tha thẩn chơi với nhau như trước nữa. Nhờ có mẹ và dì Liên ở nhà kèm cặp thêm, nên việc học của anh em tôi cũng tiến bộ rõ rệt. Một buổi trưa, dì Liên đi mua thêm ít ký đường với vài cân cà phê, còn mẹ tôi đang lui cui làm cơm ở bếp. Tôi đang làm bài trong nhà, chú các em Ngân đang chơi phía trước, vừa trông chừng quán hàng cho mẹ. Có hai người khách bước vào quán, một người cao ốm lại đội cái nón sùm sụp, còn người khách thứ nhì thì chân đi hơi khập khiễng, mỗi người xách một cái túi nhỏ. Thấy khách bước vào quán, em Ngân lanh chanh gọi báo cho mẹ biết là có khách vào quán, và em cũng mau mắn hỏi khách muốn dùng gì. Thái độ mau mắn lanh chanh của em làm hai ông khách nhìn nhau cười. Nghe tiếng em tôi gọi, mẹ tất tả từ dưới bếp chạy lên. Đến ngưỡng cửa, mẹ khừng lại, kêu lên. Trời ơi, anh về rồi hả? Cả chú Tiến nữa. À, Duy và Ngân đâu? Ba được về rồi nè con ơi. Em Ngân tôi lúc bấy giờ mới nhận ra người đàn ông dáng ôm ốm cao cao, đôi chiếc mũ sùm sụp là ba tôi. Còn người đi chân hơi khập khiễng là chú Tiến, chồng dì Liên. Chúng tôi mừng quá, chạy ra ôm chậm lấy ba tôi và chú Tiến. Em Ngân mắc cỡ vì không nhận ra ba ngay, lại tưởng là ông khách vào giải khác, nên cứ dụi đầu vào ngực ba mà bắt đền. Con bắt đền ba đó, ba về không nói gì hết trơn, lừng lững vô như người khách, làm con lại lăng xăng mời chào rối rít, ba kỳ quá hả? Chú Tiến xoa đầu em Ngân và bảo, ba con và chú về bất chợt, không thông báo gì cả, thì mới thấy rõ sinh hoạt ở nhà, cũng như mới thấy con gái của ba và cháu của chú giỏi giang đã biết buôn bán rồi đó chứ. Vừa lúc đó, dì Liên cũng đi chợ về tới. Thấy chú Tiến, dì Liên buông vội giỏ đồ và chạy lại ôm chầm lấy tay chú Tiến, nước mắt ràn rụa. Tay dì nắm chặt lấy tay chú Tiến và lắc liên hồi như để xác nhận lại đúng là sự thật. Ba tôi và chú Tiến đã được thực sự ra trại, trở về sum họp với gia đình, chứ không phải là dì đang sợ. Từ ngày ba tôi và chú Tiến được về sum họp với gia đình, trong nhà chúng tôi đã có nhiều tiếng cười vui vẻ, và căn nhà chúng tôi cũng dường như được sáng sủa hơn. Mấy chỗ hư hỏng bị dột đã được ba và chú Tiến sửa chữa vá víu, nên không còn cái cảnh phải lấy thau hứng nước mưa dột mỗi khi trời chuyển mưa nữa. Chú Tiến và ba tôi cũng sửa chữa dùng đinh đóng lại mấy cái bàn, mấy cái ghế bị lung lay siêu vẹo. Còn chúng tôi cũng được ba và chú Tiến chăm sóc tới việc học hành, kèm thêm anh văn và toán. Chúng tôi còn được ba và chú Tiến giảng giải, chỉ dẫn cho nhiều điều, nhất là cách sống làm sao cho hợp đạo lý. Người ta thường nói hết thời bỉ cực tới hồi thái lai, hay sau cơn mưa trở lại sáng. Quá vậy, cuộc sống của chúng tôi cũng được cải thiện, tăng tiến dần dần. Đầu năm 90, gia đình chúng tôi và gia đình chú Tiến cùng nhận được giấy đi Mỹ theo diện HO1. Ngày lên đường, ngoài quần áo và những món đồ thiết yếu cho một cuộc định cư ở nơi xứ lạ quê người, em Ngân không quên mang theo bộ tượng chú Hải Đồng bằng cổ, kỷ niệm của ba tôi trong những ngày lao tù, và cũng là một kỷ niệm rất thân thương đối với chúng tôi trong những ngày thơ dại. Cho đến ngày nay, khi chúng tôi đã ổn định và đã có được cuộc sống tương đối sung túc, nhưng mỗi năm tới mùa Giáng sinh, chúng tôi lại đem bộ tượng chú Hải Đồng bằng cổ, kỷ niệm của ba tôi trong những ngày lao tù gian khổ, ra chùi bóng lại và trưng bày trong hang đá thiết trí ở một góc trang trọng trong phòng khách. Mỗi lần nhìn thấy bộ tượng chú Hải Đồng nằm trong máng cỏ, tôi lại nhớ tới những ngày thơ ấu đã qua, và tôi thành tâm cầu nguyện cho những đứa trẻ kém may mắn sẽ được hưởng những ân phước của đấng cứu thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Đào Hữu Thắng mang tựa đề Bộ tượng chú Hải Đồng Giáng sinh của em tôi. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.